dân của chủ đầu tư TNR Star City ngày hôm nay xin được gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, chúc các quý vị thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin gửi lời cảm ơn. Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Văn Mạnh.